Hello, xin chào tất cả các bạn đã tới clip tiếp theo của kênh Phạm Thọ. Chúc tất cả các bạn một ngày mới vui vẻ. Hôm nay mình sẽ làm một clip bất ổi và quay lại quá trình mình tạo ra một bữa ăn cho gia đình mình nha. Ok, giờ mình sẽ đi tìm trong khu vườn này. Các bạn nhìn thấy quả cây ổi không? Có quả nhưng một số quả chưa chín. Đây, có một quả này. Quả này ngâu rồi các bạn ơi. Tôi vứt đi bạn. Đây nha. Quả ở đây nó hơi biến dạng một tí. Quả này hơi cứng, tức là chưa được ăn được. Ok, mình sẽ tìm. Đây, cây ổi này các bạn. Chỗ này kiểu nó sáng các bạn không nhìn thấy được. Mình sẽ đi ra. Đây các bạn ơi. Các bạn nhìn vườn. Vườn ở đây, bắt được bằng này quả này. Các bạn nhìn thấy thơm không? Mình ngửi thơm phức luôn. Đó. Ok. Bây giờ sẽ đi ra ao để... Đấy các bạn ạ. Hái rau về nấu canh nha. Mình quay bằng tay nên là nó hơi rung. Mình mong các bạn thông cảm nha. Ok. Rồi các bạn ơi, đây là vườn rau nhà mình này. Bây giờ mình sẽ đi ra mình hái rau. Đấy, và nếu các bạn thấy clip của kênh hay, hãy cho kênh đăng ký subscribe ủng hộ kênh nha. Kênh sắp đạt 1000 người rồi các bạn ơi. Đấy, mong các bạn ủng hộ để kênh được 1000. Đây là dự án đang trồng dưa chuột của nhà mình này. Phải bắc thế này, mùa hè nó nóng lắm. Đấy, đây, nay mình sẽ hái rau lang nha. Các bạn nhìn thấy không? Đây là rau lang. Đây này. Ngọn xanh ngắt luôn. Rồi bây giờ thì em mình sẽ hái rau lang. Rau muống này mình sẽ quay lại cái khu vườn ở bên nhà mình cho các bạn xem nó rộng như thế nào. Đây bên này có cây ổi này các bạn. Đó. Chỗ nào cũng có cây ổi. Đây. Đây là cây đậu. Cái ớt này, ớt này là ớt đó, dạng ớt lùn. Quả to. Rau má. Cây này đố các bạn biết cây gì. Đây. Zoom lên cho các bạn xem nhá. Các bạn biết cây gì không ạ? Mình sẽ đợi các bạn bình luận sau dưới clip nha. Đấy, ok. Ai đoán chúng mình cho một tim. Đây là vườn sen, à ao sen nhầm. Đó, rất rộng, bên này rộng lắm. Mình sẽ đi tiếp. Đó, rộng chưa? Bao la luôn các bạn ạ. Còn đằng kia nữa nhưng mình sẽ không ra, nó hơi rậm rạp. Rồi bây giờ mình sẽ hái rau để nấu cho bữa trưa nha. Ok. Đấy. Mình sẽ hái rau lang để nấu. Rồi mình sẽ dừng clip tạm thời nha các bạn. Ok. Ok các bạn ơi, đây là rổ rau mình vừa hái đây nè. Rau lang. Ấy mơn mởn luôn. Rồi bây giờ đi về các bạn ạ. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở nhà mình nha. Ok. Mình đã về nhà đây. Ấy đang xả nước. Có vẻ nó hơi ngáo một tí. Giờ sẽ cho rau vào để rửa các bạn. Rửa rau xong rồi. Rửa rau xong rồi tiếp tục sẽ đến công đoạn nấu. Ok nha. Rồi ok bạn nha. Bây giờ mình sẽ đổ mẻ vào. Rồi mẹ này, các bạn chấm bao nhiêu thì đổ đấy nha. Mình sẽ đổ 2 thìa này vào. Rồi đó. Tiếp theo thì các bạn sẽ cho một chút đường. Hơi nhiều nha các bạn.
Vì cái này nó là đường đen nên là mình cho nó hơi nhiều tí. Sợ tí nữa nó ngọt quá nhỉ. Mình cho một ít mè. Làm có vẻ hơi thất bại rồi các bạn ạ. Đổ quá liều, quá liều. Cái này nó có ấy cũng chả sao. Cho một ít muối. Nếu mình làm có sai các bạn đừng có chửi mình nha bạn. Hôm nay mình cho hơi quá liều đường. Sai. Nếu mình làm làm sao các bạn đừng chửi mình nha. Ném đá nhiều. Tan kênh rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ nấu. Đó như thế này. Xong rồi đợi thôi. Khi nào nó sôi thì đấy các bạn, chúng ta sẽ ngoài. Đó bạn, nó sôi như thế này là được này. Và mình sẽ ngoái cho nó sôi thêm nha. Ở đó bạn, sôi như thế này được rồi đấy. Mình sẽ đậy vung lại cho nó sôi lâu lâu một tí. Xong rồi mình sẽ chuyển luôn. Ok bạn ơi, xong rồi. Đấy, sôi này là được rồi. Đây. Trong quá trình nấu này mình đã nấu xong rau lang đây. Đó, đó. Bây giờ mình sẽ nấu thêm nồi cơm nữa là xong nha. Ok. Đấy, và nếu các bạn thấy à từ từ nhỉ. Chào sớm quá bạn ơi. Đợi đến cái đoạn sắp mâm. Đây là cho các bạn xem. Đây mình đang nấu cơm này. Ok nha. Ok, và clip của mình tới đây kết thúc. Nếu các bạn thấy clip hay cho kênh một đăng ký subscribe, chia sẻ clip và ủng hộ kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo.